Chào các bác, hôm nay tôi lại thời gian tôi rảnh rỗi tôi lại làm một cái clip cho các bác xem là sử dụng cái công nghệ tẩy rửa bét phun với lại buồng đốt, vệ sinh buồng đốt để tránh cái tình trạng là bị đóng mụi than carbon gì đó. Thì tôi cũng có thử dụng cái công nghệ trên thị trường có nhiều loại lắm, Kentech rồi Motul rồi Yamaha rồi Suzuki thì chưa có, nhưng mà tôi sử dụng cái dòng này, sử dụng thêm là cái giá cả nó cũng ổn định, nó 50.000 một cái tuyếp, một cái lọ này nó khoảng rơi vào tầm 75 mil đây đấy các bác xem, 75 mil. Và nó có thể dùng nữa là cái khuyến cáo là họ dùng là sử dụng cho khoảng từ đến 3.5 đến 5 lít xăng, có nghĩa là cái này ấy, mình sẽ bỏ vào một cái bình xăng, khi mà hết xăng mình đổ vào và lúc đó mình đổ đầy xăng. Khi mà các bác đổ đầy xăng xong thì trong quá trình sử dụng thì nó vẫn bình thường thôi, nó không có cái gì cả. Thì khi quá trình nó đốt cháy, cái phụ gia này nó sẽ làm cho cái việc là tẩy rửa bét phun, kim phun đấy, cũng như là tẩy rửa được cái vậy buồng đốt nó cũng sạch hơn, nó tránh được cái tỷ lệ bám bụi, bám muội cái bọn carbon hình thành đấy. Bây giờ mình sẽ thử nhé. Hiện tại xe mình đang chạy được khoảng 4.500 cây và 4.800. Thì theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì nó sẽ rơi vào 5.000 thì mình cứ phải đổ một lần. Đấy, mức xăng này đang báo cũng gần hết rồi, các khoảng còn 300 tí thôi. Thì bắt đầu mình mở ra, mình sẽ sử dụng thử cái công nghệ mới này. Công nghệ nó sử dụng cho cả cái lòng kính ceramic, tráng gốm hay cái gì đó thì ok. Em ơi, bây giờ mình sẽ đổ vào nhá. Đã đổ đầy bình xăng rồi thì sẽ chờ kết quả hết cái bình xăng này thì sẽ có cái review cho các bác nha, các bác đợi nha. Rồi chờ các bác, qua đến bây giờ là đã được 5.700 cây, có nghĩa là sau khoảng hơn 1.000 cây sử dụng thì cái dung dịch vệ sinh bét phun buồng đốt để tránh được cái muỗi carbon ở trong cái buồng đốt và trong cái cặn bẩn của cái pet full ấy thì là thấy sau 1.000 cây xe nó ngọt ngào hơn một chút, tại vì thực ra xe mới cũng không ảnh hưởng gì nhiều, thế nhưng mà cảm giác là nó sẽ ngọt hơn đấy. Chứ còn nếu mà các bác mà sử dụng cái dòng xe cái lọc cái kia cái xin lỗi cái dung dịch mà tẩy bám muội mà của clean carbon của Yamaha hoặc tức là dòng sản phẩm khác á, thì cho các dòng xe khác đi lâu năm thôi thì các bác sẽ cảm nhận là nó có cái độ bốc hơn. Ngoài ra thì là cũng có mua, vừa đi mua cái lọc gió về của hãng Made in Indonesia, 129.000 ở hãng Suzuki Group ở Thổ Quang, thành phố Hồ Chí Minh. Các bác nhé, Suzuki nói chung là hãng Su Việt Nam họ không có sản xuất nội địa được, bắt buộc họ những cái phụ tùng này họ phải nhập từ bên nước ngoài về. Giá thì tưởng đắt lắm nhưng tôi cũng chả đắt, 129.000 rẻ so với cái lọc gió của Yamaha Exciter hay là Winner thì mình thấy rằng giá nó cũng hợp lý. 129.000 chắc là cái giá không ta, chắc là đi đường nó rơi mua cái giá ra ngoài đúng rồi anh nhé. Wow, phun bốc cũng được, rẻ. Đấy, gắn vào xe tí em gắn xong em để review tiếp nha, xem nó có khác biệt gì không. Bây giờ thì là xong bạn mấy con ốc ra xong rồi thì là tháo ra, thấy bạn thấy không, bụi, đi đường rất là bụi. Ok, ui trời ơi, bụi quá. Các bác thấy không? Có một cái lớp màng bụi như thế này,
mà đi một thời gian lâu ấy, thì những cái bụi cái lọc này nó sẽ kém hiệu quả đi, và nó sẽ sinh gây là nó tắc cái lượng khí vào trong cái buồng đốt, nó sẽ giảm lại hiệu suất động cơ, nó cũng sẽ giảm. Và tốt nhất là, theo khuyến cáo của nhà sản xuất là 10.000 cây thì ta có phải thay, nhưng mà thôi tùy vào cái mức độ sử dụng của các bác, đi dài đi ít hay là đi ngắn hay đi nhiều thì các bác tự cân đối được. Em thì em cũng không đi ít lắm đâu, cũng hơi nhiều nhiều tí, cũng khoảng 5.000 cây mà đi có 1-2 tháng là dùng thì thay thì hiệu quả hơn đấy, hiểu không? Cái này là 5.000 cây à, con này mới mua là hai cái là các bác nhìn cảm nhận là nó khác nhau rõ ràng nhé. Đấy, khác nhau một trời một vực luôn đấy. Cái lọc gió zin vào rồi, rồi chuẩn bị đóng lại để nổ máy thử nhá. Rồi sau khi đã lắp xong cái lọc gió, giờ bắt đầu nổ máy để thử xem là cái găng cái gì của nó có nhuyễn không nhá. Tại vì xe sáng giờ cũng đi nhiều nên là cái mức của nó rơi đầu khoảng 1.200 vòng đến khoảng 1.500 vòng tua. RPM trên 1 phút như này có nghĩa là cái lượng xăng Gravity tiêu thụ rất là tốt. Nó thông qua một con sensor cảm biến khí thải, cảm biến oxy ở trong cái cổ bô, và nó sẽ canh chỉnh cái lượng gió của con ECM. Dòng xe Rider không có EQ đâu các bác nhá, nó chỉ có ECM thôi, nó cũng tương đương chức năng cũng như ECU á. Đấy, bây giờ các bác thấy không? Ba vạch có nghĩa một vạch là 250, hai vạch là 500, bốn vạch là 1.000. Đấy, cái mức này là nó chạy như thế này là mức ổn định này. Đấy, ba vạch lên bốn vạch xong nhảy như thế là ổn định. Còn nếu các bác đi lâu hơn thì nó bí hơn thì cái lượng xăng nó sẽ xuống có 3 vạch, chuẩn 3 vạch à. Đấy. Ok, cảm ơn các bác. Thì hôm sau sẽ có mấy cái nghịch ngợm, clip nghịch ngợm về con Rider này thì em sẽ up tiếp clip cho các bác nhé. Rồi, cảm ơn các bác, chúc các bác ngày tốt đẹp.